Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Newbiz kênh hướng dẫn kiếm tiền online miễn phí hàng đầu tại Việt Nam. Ờ, hôm nay thì admin có một cái sản phẩm hết sức đặc biệt và cũng như là giữ đúng cái lời hứa đã hứa với anh em trước đây. Là admin đã từng nói với anh em một điều mà hẳn anh em còn nhớ trong những bài đăng ở trên Facebook cá nhân của mình đó là uh, admin sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta hủy được các cái lệnh pending ở trên mạng Azure Room nhưng ngày hôm nay một điều đặc biệt nữa đó là chúng ta không chỉ hủy những cái lệnh pending ở trên mạng uh, uh, ETH mà chúng ta có thể hủy lệnh pending ở trên các cái mạng tích hợp trên hợp đồng thông minh của Ethereum uh, như hiện nay chúng ta có thể thấy là có ba cái sàn lớn đang áp dụng uh, uh, hợp uh, có nghĩa là máy chủ hay là uh, nói chung là cấu trúc của mạng Ethereum đó là sàn Binance với mạng Binance Smart Chain hay còn gọi là bx 20 À, rồi chúng ta có gần đây thì có Hubi Ecochain, Hubi Ecochain thì cũng có cái kiểu đó là cũng sử dụng cái hợp đồng thông minh à, tương tự như là Ethereum và địa chỉ ví thì hoàn toàn tương đồng. rồi tiếp đó thì chúng ta sẽ có được có uh, một cái mạng nữa đó là một cái mạng mà các bạn uh, biết đến một cái sự cố uh, trước đây uh, khi mà sàn tạm thời chặn rút trong vòng một tháng đó chính là sàn ok và Ok chúng ta cũng có cái mạng uh, Okechain OK sau này thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp này để có thể hủy lệnh pending. rồi chúng ta sẽ có những cái mạng khác giống như vậy ví dụ như là mạng tomochan một mạng của người việt rất là quen thuộc với chúng ta rồi một số các cái mạng khác mà chúng ta sẽ thấy trong tương lai và các bạn đều hoàn toàn có thể áp dụng những cái phương pháp tương tự như thế này kể cả những cái mạng không thuộc mạng Ether, không, không, không thuộc mạng eth hay là không liên quan gì đến cái mạng Ethereum không có cấu trúc như Ethereum không có đầu đầu địa chỉ không không X vân vân à, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng một cái phương pháp nào đó tương tự thế này và mình hy vọng là phương pháp này sẽ là một trong những phương pháp mà mở đầu cho anh em về các anh em là lốp những người mà chúng ta chưa có nhiều trình độ chưa có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật à, thì các bạn có thể biết được và à, sẽ có một cái thực tế đó là nhiều bạn xem kinh à, từ LiveScore sẽ có có thể có khi còn có những cái biết hơn những cái trader à, hiện tại mình rất là mong muốn những cái điều mà mình cung cấp thực sự hữu ích thực sự cần thiết và thực sự bổ ích cho anh em để anh em có thể áp dụng ngay uh, trong những uh, cái vấn đề uh, hết sức là lan giải liên quan đến blockchain của chúng ta uh, có lẽ là nói rất là dài dòng rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung chính như các bạn ý thấy ở đây chúng ta có một cái giao dịch một giao dịch mà đang bị pending thế này thì mình chỉ lấy ví dụ thôi trước tiên là mình sẽ cần phải lưu ý cho anh em một cái vấn đề thứ nhất đó là chúng ta sẽ chỉ có thể đấy, chỉ có thể hủy lạnh gửi đi đấy chưa? với bằng chính ví mà chúng ta tiến hành gửi Hay là tạo lệnh. Đấy. các bạn nhớ nhé chỉ có thể hủy gửi lệnh hủy lệnh gửi đi bằng chính ví của người ta thành tạo uh, lệnh gửi coi và token cần đó nhá ông có là các bác uh, ví dụ ông A ông gửi cho ông B mà ông B đi ông hủy lệnh thì hủy thế nào được đấy mình lưu ý luôn cái vấn đề thứ nhất là cái vấn đề này Lời, cái vấn đề thứ hai, vấn đề thứ hai đó là có hai cách hủy lệnh. Hai có hai cách. Cách thứ nhất đó là cách chúng ta hủy lệnh bằng ứng dụng ví của nhà cung cấp blockchain và cách thứ hai đó là chúng ta hủy lại bằng beta max lưu ý hủy lại bằng trên malez hủy lại trên manet là thì hủy lạnh trên manet đó, Đấy, đây là một cái phần lưu ý luôn. vì vậy, các bạn biết là metamask chúng ta áp dụng vào rất nhiều mạng Đấy, nên là các bạn cần phải lưu ý đặc biệt lưu ý cái phần này để tránh cái trường hợp mà các bạn hủy lệnh mà không hủy được, bởi vì là nguyên nhân là các bạn chia chuyển bay led đôi khi là chúng ta để nguyên bên, bên ezru chúng ta hủy lệnh thì chắc chắn là không hủy được rồi, Nhưng mà lại tốn ga đúng không ạ? Đấy. đối với chúng ta sẽ áp dụng những cái phương pháp đầu tiên ví dụ như giả sử đây một cái lệnh pending ở dĩ nhiên ở đây thì các bạn thấy thấy là đây là cái ví của mình là ví nhận Đấy. thì chắc chắn là không thể hủy được nhưng mình hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta hủy thôi ờ, chúng ta sẽ hủy với cái trường hợp đó là metamask chúng ta sẽ hủy như sau đây là mạng ethereum này thì các bạn với metamask chúng ta vào ở biểu tượng con cáo ở góc phía trên ấn vào rồi chấm này các bạn lần lượt mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ phần metamask đến điện thoại đấy uhm, chúng ta sẽ đây ấn ở đây cơ ấn vào góc phía trên cùng này các bạn thấy cái ô tròn đi ạ chọn setting này chọn Advanced này tiếp theo thì các bạn giúp mình là chúng ta sẽ bật cái dòng custom gesture loader đây chúng ta bật lên được chưa đấy, bật lên cho mình nhá đấy ta sẽ bật cái dòng này lên Rồi. rồi bật lên là được rồi. Tiếp theo này các bạn sẽ vào scan Chúng ta vào Etherscan, ví dụ như ở đây. Either scan giả sử như có một cái lệnh. Nhớ là cái lệnh gửi đi thì mới được nhá. Đây, ví dụ cái lệnh cái lệnh out đây ví dụ lệnh out. Giả sử lệnh này đã bị pending. Lệnh này dĩ nhiên các bạn nhìn thấy suction rồi đúng không ạ? Đấy. Đó, chúng ta ấn vào, ấn vào click uh, to see đấy. Ta sẽ thấy ở đây nó có một cái phần nó là non noncy. Được chưa ạ? Đấy thì các bạn sẽ copy cho mình cái phần đoạn số này không copy số 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 nhỏ nha mà người ta chỉ copy số lớn lên thôi Đấy, người ta sẽ copy đoạn số này cho mình tránh cái trường hợp copy cả dấu cách nha tiếp theo thì các bạn sẽ làm cái thao tác như sau là các bạn không cần copy được chúng ta có thể có... bây giờ các bạn sẽ dùng copy chính địa chỉ của chúng ta được chưa chúng ta sẽ bật nút xin ở trên metamask này bên đây được chưa ở đây thì các bạn sẽ điền cho mình đó là không eth được chưa không nhá rồi bây giờ các bạn sẽ đến với cái phần option Đây giả sử đây ở đây thì mình sẽ để ở đây đó là theo cái mức ga Thì mức ga thì các bạn có thể check ở trên ETF Gatation app nữa Mình sẽ quay trở lại check cái này Ví dụ ga bây giờ là ga 70 thì lại 60 chẳng Chắc chắn chúng ta sẽ cần phải đặt ga cao Ga để đủ khớp một lệnh để chúng ta có thể hủy được Đấy chúng ta ấn vào set được chưa Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào root like Đấy, thế thì bây giờ thì các bạn thể thấy là lon của nó ở đây lon của nó là 2980 80 nhưng lệnh chúng ta muốn hủy là lon là chín thì chúng ta sẽ điền vào đây là 2979 Đấy. sau đó các bạn vào con pit được chưa Đấy, và các bạn nhớ là hôm nay chúng ta đã có thao tác để có thể bật được cái phần này nếu như anh em không bật cái phần chỉnh lon này thì nó sẽ không hiện lên cái phần chỉnh lon này đâu nhá nhớ nhá được chưa Đấy, sau đó các bạn vào con và gửi lệnh như thông thường và một lát nữa một lát sau thì nó sẽ hủy lệnh thành công cho các bạn được chưa? Bởi vì là hiện tại thì cái trường hợp là ETH gas rất cao. Ờ thực sự là cũng muốn tạo một cái lệnh hủy cho anh em nhìn lệnh hủy mẫu, nhưng mà chắc là không cần vì admin đã test hết rồi. Đấy thì anh em cứ thấy anh em nào thôi. Đấy, đấy là trường hợp ở MetaMask nhá. Ờ đấy là trên mạng Ethereum. Đấy. Thế thì còn ở trên cái ở trên mạng khác thì sao? Đây, uh, trường hợp ví dụ như ở trên mạng Huobi Ecochain thì các bạn mình tích hợp vào lại nhá. Tích hợp vào sẽ hủy cái lệnh ở trên Ruby Eco Chain bằng Betamax cho các bạn xem Đấy cũng làm thao tác uh, tích hợp mạng cho anh em xem luôn để cho nó thấy nói chung là tận mắt thấy luôn đấy đây mình sẽ thông số này các bạn chờ một ít phút mình sẽ làm cái thao tác này chưa chuẩn bị sẵn Thực sự là mình cũng chưa chuẩn bị sẵn cái phần này Đấy, Mong em thông cảm Ồ rồi Rất nhanh thôi, ad mạng thì nhanh thôi Thao tác của một admin thì các bạn yên tâm là làm tí nó xong Đúng không ạ? Rồi ở đây thì mình có một cái lượng ht và để hủy lệnh thì tương tự như lãi thì các bạn cũng nhớ là người ta phải sẽ cần phải chuyển nếu như có một lệnh pending ở trên hubecoin đấy bây giờ mình sẽ ấn vào đây hai cô đã đây đối với hủy lệnh ở trên hubecoin thì các bạn nhớ là người ta cũng có cái thao tác check mạng ở trên đây đấy. thì chúng ta có thể ấn vào view explorer app, đấy chúng ta ấn vào đây chúng ta có thể dán ví vào đây nhé ta trách mạng đấy. thì đối với cái trường hợp này hủy lệnh như sau anh em này. Ờ, chúng ta giả sử đây là một cái lệnh đang bending nhá, giả sử đây giả sử nhá, giả sử lệnh đang bending như này. Đấy. thế thì chúng ta cái thao tác chúng ta là gì? thì các bạn sẽ tìm đến cái lệnh đang bending như thế này, các bạn sẽ cũng sẽ kéo xuống phía dưới và chúng ta sẽ cũng lấy cái phần longi. bởi vì là cấu trúc nó gần gần tương tự nhau đó rồi bây giờ cái thao tác đầu tiên các bạn trên đây, ấy, chúng ta sẽ ấn vào phần cài đặt này, ấn vào advance này. Tiếp theo các bạn nhớ là chúng ta có sẽ bật cái này lên Thì nếu như các bạn đã bật trước ở những cái trang trước ấy trước ở trên Metamask thì chúng ta cần bật lại đâu, nó sẽ tự động bật Nếu chúng ta chưa bật, chúng ta nhớ bật cái này nó hiện lên chữ ON cho mình nhá Sau đó thì chúng ta sẽ copy phần địa chỉ ví chúng ta vào Lucene này Paste phần địa chỉ ví chúng ta vào đây Dĩ nhiên là chúng ta vẫn gửi đó là không HT tương tự như trường hợp Azure được chưa Ga thì các bạn chỉ cần chỉnh cho mình đó là tầm ga 3 thôi Đấy, còn nếu mà trường hợp mà nó căng quá chúng ta chỉnh cao lên nhá Đấy Ờ, sau đó thì các bạn ấn vào nút like cho mình này và chúng ta sẽ ờ, điền cái số lon ở đây số lon dụ đây lệnh pending số lon của nó là ba bảy ba chín chúng ta sẽ điền vào đây bảy ba chín một cái lệnh pending nó đang như thế nó là thế là xong được chưa đấy và tiếp tục tiến hành gửi một cái lệnh như thông thường đấy. Ờ, có một cái trường hợp mà chắc chắn anh em sẽ hỏi mình mà mình cũng quên hôm nãy không nói về ngay ở trong trường hợp Room đó là hiện tại nếu như có ba lệnh Pending đấy Đấy. Mà nếu như Có nhiều lạnh Pending Thì chúng ta sẽ hủy lạnh Theo thứ tự Từ lạnh cũ nhất đến lại mới nhất nếu như có nhiều lệnh về đinh thì ta áp dụng cái trường hợp này các bạn nhớ nhá ta sẽ áp dụng cái trường cái thông cái phương pháp này nhá ờ, tương tự đối với các cái đối với cái mạng uh, balance smart thì các bạn cũng làm hoàn toàn tương tự thế thôi Đấy thì Balenci Smart Chain thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ chắc đấy, đây. Chắc là mình không add cái mạng Balenci Smart Chain nữa hay là mạng Hubie um, mạng 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 um, OK Chain, OK Chain nó chưa nó chưa chưa hoàn thiện về led và cũng chưa công bố chính thức về cái led của nó. Đấy, thì trong cái trường hợp này ấy, thì chúng ta làm như thế này. Đây, BSC scan. Mình cũng rất là muốn cố gắng hướng dẫn cho anh em đấy, mình hướng dẫn có lẽ là sơ qua thôi. Thì các bạn cũng nhớ là người ta sẽ cần phải chuyển chen nhé, chuyển chen ở góc phía trên này. Chuyển chen sang uh, balance Smart check. Đấy, chắc mình không có hướng dẫn cụ thể và lại nếu anh em thông cảm. Thực sự cũng rất muốn hướng dẫn nhưng mà nói chung thời gian thì cũng giới hạn, mình cũng cần phải đi uh, có việc nữa. Đấy. thì giả sử như cái trường hợp như thế này. Đấy. Giả sử có một cái lệnh uh, pending, đây giả sử pending thì các bạn vào click to see more đấy. đấy. đấy chúng ta sẽ cũng copy cái số lon này và các bạn uh, điền vào đấy. Thì chúng ta sẽ hủy được cái lệnh pending đây là chúng ta hủy lệnh ở trên uh, máy tính nhỉ? Đấy. thì các bạn cũng làm tương tự như ở trên hai uh, ở trên, uh, trong uh, hai cái mạng chúng ta đã làm đó là mạng Zerum và là mạng Bubi Echo bây giờ là, là trường hợp ở trên điện thoại nhé. trường hợp trên điện thoại thì mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn đây rồi. trên điện thoại thì chắc là chúng ta sẽ có một cái phần lưu ý nho nhỏ để này like với nhau. Đấy. đó là trên điện thoại. Ấy. đây. Mình đã kết nối lại với điện thoại. đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng mà lại thoát rồi đây thì chúng ta có những cái phương pháp hủy lạnh như sau ờ, trước tiên đó là chúng ta hủy lạnh có thể hủy lệnh tương tự ở trên trước tiên là các bạn có thể dùng MetaMask để hủy lệnh. đấy cũng hủy lệnh trên MetaMask thì cũng hoàn toàn tương tự trên máy tính các bạn tìm đúng cái tính năng cái chức năng của nó tương tự như vậy còn đối với đối các bạn nào mà không có không quen dùng MetaMask ấy, thì các bạn có phương pháp hủy lệnh kể à, cả các bạn gửi lệnh bằng MetaMask thì ta có thể hủy lệnh bằng à, các ứng dụng như mình đã nói ở đây hôm nãy mình có nói sẽ đề cập cho các bạn là chúng ta có thể hủy lệnh bằng ứng dụng ví của nhà cung cấp blockchain à, đấy ví dụ như là à, dùng uh, Huobi Wallet chẳng hạn hay hoặc uh, uh, hoặc hoặc là chất Wallet đúng vâng, vân đấy. thì uh, cái trường hợp này thì hủy lệnh trên đây nó cũng đơn giản thôi. mình sẽ chỉ cho các bạn một vài cái thao tác để chúng ta biết cách chúng ta hủy lệnh. Uh, đối ví dụ uh, trường hợp mà chúng ta gửi uh, trên mạng Azureum nhá, Azureum thì chúng ta hoàn toàn có thể gửi bằng, uh, hủy lệnh bằng Web Cùng cách là chúng ta gửi đến chính địa chỉ của chúng ta. Đấy ví dụ giả sử như bây giờ mình muốn hủy cái lệnh ờ đây, giả sử lệnh là mình đã bật sẵn là hạn lon là 2979 được chưa ạ? Đấy thì đây, các bạn nhìn nhá. Ta gửi Azurum nhé, không gửi token đâu. Nhớ nhá, chúng ta cứ hủy lệnh. Dù gửi coin là gửi token đều gửi hủy lệnh bằng chính cái coi chủ của cái mạng đấy. Ví dụ như mạng Azurum chúng ta sẽ hủy lệnh bằng cách gửi không ETH. Đấy, còn mạng uh, Hubie Chain thì hủy lệnh bằng cách gửi không HJE, được chưa tương tự các bạn khác đấy các bạn nhớ cho mình rồi chúng ta sẽ tiến hành gửi này dán chính địa chỉ chúng ta vào đây được chưa con trần b nhỉ đấy, được chưa rồi chúng ta sẽ gửi không ai này đấy. Ấn tiếp tục này đây rồi bây giờ thì các bạn ấn vào biểu tượng mình lăng đây nhìn thấy cái biểu tượng mình lăng chưa giá ga thì các bạn lưu ý là chúng ta chỉnh ga theo ga th ga tây sơn đấy. dụ bây giờ ga chúng ta cử ga phát là 77 chúng ta để ga 77 được thậm chí để ga standard được nhá nhưng mà tốt nhất là gửi ga phát thì nó nhanh vì các bạn đã hủy lệnh xác định là sẽ mất tiền rồi đấy dụ bây giờ mình sẽ để ga 77 chẳng hạn hoặc là để thấp hơn tí cũng được không sao nhá rồi uh, tiếp theo là như các bạn để ý thấy hôm nay chúng ta là đang muốn cái hủy lệnh là lệnh hai lệnh của cái lon hai ở đây thì mình nhắc lại cho các bạn một lần nữa đây đây lại là nó sắc sừng nhạy thành công rồi. Tuy nhiên, uh, giả sử như lại còn đang bending chẳng thì ta muốn hủy lệnh thì các bạn áp dụng phương pháp này, không có các bác bảo là sao lại dùng lệnh sức mà lại hủy lệnh. Đấy. Rồi chúng ta sẽ hủy lệnh như sau. Đây chúng ta điền vào đây và các bạn ấn vào nút ghi lại được chưa? Sau khi ghi lại ấn nút gửi và gửi đi thôi. Như vậy là chúng ta sẽ hủy lệnh thành công. Đấy. Đấy là trường hợp Ethereum nhá. Đấy. Uh, còn ở trên chất Coalesce thì không hủy lệnh được các nhà các mạng khác đâu chỉ hủy lệnh được những cái mạng như Ethereum hay là tomochain các thứ thôi. Đấy, chứ không phải là bạn mạng nào chúng ta cũng có thể hủy lạnh chết của Lex đâu. Các bác cứ nhắc đến trên, trên của led như kiểu là thần thánh vậy. Chúng ta cần phải lưu ý phần này. Đấy. Đây, với mạng uh, Binance Smart Chain chẳng hạn. Chúng ta sẽ copy phần địa chỉ của Binance Smart Chain nhé. Nhớ là Smart Chain đấy, địa chỉ Smart Chain này. Chúng chính địa chỉ bí chúng ta. Vết đây. Vết dòng địa chỉ đây này chúng ta bị sẽ gửi không BNB ấn tiếp tục này và tiến hành thao tác uh, gửi này ơ oh, bị nhầm bị nhầm anh em ạ ấn làm gửi xin lỗi anh em nhé và chúng ta làm thao tác tiếp tục rồi, ấn với biểu mình lang, thì ví dụ như mạng balance trên Chain, ở đây chúng ta một cái hủy một cái lon ví dụ một cái lon đây là 12 thì các chúng ta sẽ làm tương tự tự thôi ở đây các bạn điền vào đây mã giao dịch là 12 nhé điền mã giao dịch là 12 đấy. rồi sau đó các bạn vào ghi lại ở ga thì cứ để mặc định cho nó vậy được nha mạng nó không hết tám bao nhiêu như vậy là được nha giả sử như thế đấy. thì các bạn cũng gửi như thao tác thông thường rồi đấy là đối với trường hợp mạng balance smart chain đấy còn bây giờ chúng ta sẽ đến với huobi eco chain một cái mạng đang rất hot hiện tại Ờ, đối với Hubi Eco thì chúng ta sẽ dùng ví Hubi Wallet hoặc là các bạn dùng trên MetaMask. MetaMask chất Wallet. Đây giả sử như cái trường hợp này, chúng ta đọc phần Wallet này. Trong phần này thì dĩ nhiên là người ta sẽ lấy cái phần địa chỉ ví thì các bạn lấy luôn cho mình cái địa chỉ ví HT nhé, được chưa? Copy phần địa chỉ ví HT này. Giả sử đây, đây là địa chỉ ví HT của mình này. Đấy. Chúng ta sẽ ấn vào nút xin nhé. Bây giờ chúng ta sẽ điền địa chỉ vào đây này. mình nhầm rồi chúng ta sẽ gửi đến địa chỉ bí của, của chính chúng ta không copy chưa ok rồi cuối cùng thì cũng dán được rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh bức ga thì các bạn có thể một để một cái gạo được mà các bạn tăng lên nếu cẩn thận thì có thể tăng lên tí được kéo thanh ga lên tí được nha cái phần này nó không quan trọng lắm hoặc là các bạn vào Avacine Mode đây này thì ở đây các bạn điền giá ga cho mình các bạn để tầm dưới 10 thôi, không cần để cao thôi. Ví dụ để 3 chẳng hạn. Ga đây cứ để mặc định nhá. Ở cái phần check data cứ để mặc định cho mình. Còn cái số lon này, ví dụ như mình muốn hủy một cái lệnh. Được rồi, hay cô xe rồi nhỉ. Đây. Ví dụ hủy lệnh mà có số lon là 739 nhá. Đây. chúng ta sẽ hủy lệnh ở đây có bạn điền vào là 739 cho mình. À, và vào lúc config nhá, được chưa? Đấy. bây giờ chúng ta sẽ điền số tiền ta gửi đi các bạn điền là không ht chúng ta vô compete một lần nữa ấn vào con và xác lệnh gửi sau đó người ta gửi đi là hủy được lệnh ở trên mạng Eco đấy, chưa? đấy ờ, đối với các mạng về sau này như mạng ok các thứ ấy, thì nó sẽ có ứng dụng riêng hoặc là các bạn có thể hủy lệnh trên metamask tất cả những cái mạng đấy kể cả mạng tomochain các thứ nó cũng có cái phương pháp tương tự như vậy người ta dùng tính năng uh, nâng cao người ta hủy lệnh thì các bạn nhớ cho mình những cái uh, điều cần thiết lưu ý mà mình đã ghi chú cho anh em ở đây uh, bây giờ thì mình sẽ gửi tới các bạn nội dung video hướng dẫn cho anh em cách hủy lệnh ở trên uh, uh, hầu hết các mạng liên quan đến Ezuru và xong tương lai thì có thể rất nhiều mạng khác thì bạn áp dụng phương pháp tương tự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào các bạn vào video tiếp theo.